ăn được vài miếng thịt nướng rồi nằm vạ nằm vật. Từ từ quay dọc ra đã. Quay ngang máy. Xoay ngang máy. Đấy, bây giờ chỉ nằm vạ nằm vật ở cầu Long Biên. Nói lại từ đầu. Cân cảnh. Đấy, cắn CP đấy. Trai con từ từ. Mò. Đang chửi hay. Con gái con nữa chứ. Xoay ngang ra, quay clip xoay ngang. Hành đấy, cán bộ CP đấy. Ông đang công ty tập đoàn lớn như thế. Từ Xuân Mai xuống Hà Nội vật ở cái cầu ăn cầu. Được vài miếng thịt nướng, uống được vài chai bia. Phải chửi tí rằng rủ lên cầu Long Biên nằm vạ nằm vật. Có gì đứa chết đói không? Bảo vào nhà nghỉ thì không vào. Bây giờ cứ nằm ở đây rủ về cứ nằm ngủ gà ngủ gật thế này. Em đang lên cái video. Mai còn đi làm sao được nữa? Tôi thấy em nó Đà Lạt ra là mắt tròn mắt ngược lên. Tôi đã khổ mang tiếng em nó ra. Em nó Đà Lạt tỉnh có phải là ở Lâm Đồng đâu mà. Bố bỏ im ngay. Đấy nói xong con gái đâu bố bô cái mồm vào. Chó cái mồm này. Chó cái mồm này. Đấy. Mày chửi xong rồi anh tiếp tục. Tôi để tiếp tục với cán bộ TV. Có che nhá, che trời nhá. Ai chỉ biết ông Thành làm CP. Bây giờ mà che gì nữa. Bây giờ ai chả biết là cán bộ CP rồi. Mình biết Thành. Bây giờ ông làm cán bộ rồi, ông có che đi đâu được nữa. Cái mặt ông ngày mai sẵn sàng anh Biên anh cho lồ lù lên trên báo nhá. Người to như cái bầu ấy che. Cán bộ CP uống rượu say, uống bia say nằm vạ nằm vật ở cầu Long Biên. Mặt như cái... Uống lá chim đấy à. Mặt thì như cái thớt. Mặt áo đen đen tù tù tù. Bụng thì to à. Từ lúc làm cán bộ đến giờ. Chân bị đè. Ngày thì ăn từ hai cục bánh trứng bị lộn không chịu xả. Từ cái lúc làm cán bộ đến giờ. Bụng thì càng ngày càng to. Không dám đi nữa. Thế em mặt thì làm cái gì? Trời ơi, nước đổ. Nước đổ. Đấy. Năm ngoài rồi chứ có năm trong nữa đâu. Rượu thì say, bia thì say. Nói thì nhiều, nát. Ngủ thì nằm bạ nằm vật. Tôi quay lại rồi. Quay lại. Quay ai hả? Mầm to. Làm đủ con nước thằng Duy kìa. Bắt nó húp đi, phí phạm. Phí phạm của trời. Mày chửi ai đấy thằng kia? Mày chửi ai đấy thằng mất dậy kìa. Ơ, la chim thật đấy à? Thôi, nói thế cho la thôi trông sạch. Dày thì... La thôi không sợ chim. Tao đã lên lượt tao chửi thằng kia mất dậy kìa. Thật đấy à? Đua nhau chửi đấy. Đây là màn của hai chửi khi... Hôm qua có vụ chửi con sáng nữa. Cái gì anh? 50 kia. Đưa bảo em quay nữa nhá. 50 kia. Mắt dậy mặt nguy hiểm. Đấy. Nói đến thì bây giờ chui rúc vào mông Dương. Hít. Ông đàn an. Hít liên tục. Mặt thì như cái thớt già đầu rồi còn chui vào mông. Mặt to yêu người à. Thì béo. Bây giờ mày đã quay ấn quay đâu? Học hành thì xong là đấy. Mò hành dựa mà ở con mày. Người chứ không phải tao chửi mày chửi. Con người không phải là con thú đâu. Người ta nói phải biết lắng nghe. Mà đằng này nói cứ giúp vào người ta ấy. Tao nhục lắm rồi. Lớn của đấy là phần mông, phần ngực mấy phần bụng. Như nhau thì lại cứ giúp vào cái phần mông của nó làm cái gì. Tao nhục lắm rồi. À, cái ngã ba ba đình của nó mà để cho ông giúp vào thế à? À, tao chưa biết cái ngã ba cho mình đâu mày. Ngã tức sở mày. Bây giờ đây là ngã ba thôi nhá. Bây giờ chưa phải là 6 giờ. Chưa chào cờ nha. Ba Đình chưa chào cờ. Ba Đình phải 6 giờ sáng. Bây giờ ông cứ giúp cái này. Mai ông còn làm ăn gì nữa. Công việc ở công ty thì 12 giờ đêm chưa hạ cờ đâu. Cái bài gì của Nhật Tinh Anh nha. Bài cái gì? Nghe em nó nói còn rút kinh nghiệm. Là bài Vầng Trăng Khóc. Ngày không bắt đầu đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển mình. Hát về mấy câu tình thơ. Anh ngừng hát đi. Ngừng hát đi. Mình đâu xót bên bên nhau. Ngừng hát đi. Mình không bao nhiều hướng thay. Cuốn chơi theo những câu tình thơ. Thì thôi em đừng mong nhớ. Đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Em buồn dám quá. Tình chúng hết.
phổi phờ. Tắt đây kìa. Vợ em chị đang cầm không phải vui mà hát nha. Mấy người cứ hát ngẩng cái mặt lên. Nghe anh biết anh nhìn mắng này nè. Đừng có quay ra. Lớn rồi. Hát bắt đầu tiếp tục. Mà song ca vầng trăng khóc. Gần 30 tuổi đầu rồi. Rồi chưa gần 30 tuổi đầu. Con cái đúng là giờ này nó phải đều về nơi rồi. Đấy. Em là em quay. Còn em Hương là em quay lại quay. Live the stream. Quay cái thằng đang quay. Live the stream. Đây là live the stream anh Thành. Em Hương là em đang live the stream anh Thành. Và anh là live the stream. Bây giờ mình làm cán bộ mình phải ngẩng mặt lên mới đời chứ. Làm cán bộ là cứ rúc mặt xuống rồi hát. Mà lại rúc vào cái ngã ba của thằng Dương. Có cái mặt tiền mà úp hết vào mặt hậu. 30 tuổi đầu. Mặt tiền lại úp vào cái mặt hậu của thằng Dương thì úp vào làm cái gì? 30 tuổi đầu rồi. Hả? Mặt mũi thì có đâu đến nỗi đâu. Là em cười nữa là em dám đấy. Người ta... thì thôi em. Đường tháng 20 triệu. Nằm vã nó vật ở cái cầu. Cán bộ. Thôi ra cửa. Thôi ra cửa. Rồi chứ có hai người xem an ủi nhỉ? Hai người xem an ủi nhỉ? Bảo coi đi! Một người nhỉ? Anh kia là xem đi! Đừng có like thật chim luôn! Chả thấy được! Bạn ấy xin lỗi!